chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin báo đài trực thuộc Đảng và Chính phủ Việt Nam im tiếng về Hoàng Sa. Một số báo và trang tin đông người theo dõi ở Việt Nam bao gồm Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Việt Nam Express vào hôm 19 tháng 1 đã đăng các bài viết gợi nhớ đến cuộc hải chiến Hoàng Sa xảy ra cách đây 47 năm. Trong khi đó, các báo đài trực thuộc Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm Nhân dân, Quân đội, Công an, VOV, VTV đã không lên tiếng về sự kiện này. Theo quan sát của nhà báo Tự Do Chu Vĩnh Hải, và ông đã nói với Đài Tiếng Hoa Kỳ rằng đó là điều đáng buồn, đáng trách. Quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Nam Việt Nam, vào hồi đầu năm 1974. Đây là hình ảnh hạm trưởng Ngụy Văn Thà và con tàu HQ-10 Nhật Tảo nằm lại giữa biển khơi trong hải chiến Hoàng Sa. Phía Việt Nam Cộng Hòa có 74 chiến sĩ tử trận và quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc. Ảnh đăng trên báo Thanh Niên vào ngày 19 tháng 1. Nước Việt Nam Thống Nhất sau đó nay mang tên chính thức là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền về quần đảo, mặc dù cho đến nay không nắm giữ thực thể nào ở đó. Hải chiến Hoàng Sa nổ ra sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, ít ngày sau khi Việt Nam Cộng Hòa cố gắng ngăn chặn việc Trung Quốc đưa người của họ lên chiếm một số đảo. Theo lời kể của các sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trực tiếp tham gia trận đánh lúc 10 giờ 25 phút sáng ngày hôm đó, 4 tàu chiến của Việt Nam Cộng Hòa nổ súng tấn công 4 tàu chiến Trung Quốc. Sau khoảng 30 phút đấu pháo dữ dội, tất cả các tàu của cả hai bên đều trúng đạn, chịu thiệt hại. Nhưng một tàu Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ lại, 3 tàu khác của Việt Nam Cộng Hòa rút lui. 75 binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận hải chiến. Phía Trung Quốc nói họ mất 18 quân nhân. Đến 11 giờ 10 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974, Hải quân Trung Quốc tăng viện với 2 tàu chiến nữa và chiếm toàn bộ Hoàng Sa. Nhắc nhở với độc giả về sự kiện này vào hôm 19 tháng 1 năm 2021, báo Tiền Phong thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng bài Nơi hải chiếm Hoàng Sa bây giờ vào Nguyệt Thiểm. Nội dung của bài báo của Tiền Phong kể về cuộc chiến âm thầm giữa những ngư dân Việt Nam đối đầu với tàu chiến Trung Quốc ở cụm Nguyệt Thiểm. Các ngư dân vẫn thường xuyên ra vào nơi này bám biển ngư sinh và hương khói cho các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bài báo cho hay. Cũng nói về các ngư dân ra đi nơi đầu sóng ngọn gió để giữ biển trời Tổ quốc, bất chấp nguy cơ bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm chìm, tính mạng như treo trên sợi tóc. Tờ Thanh niên thuộc Liên Hiệp Hội Thanh niên Việt Nam cùng ngày cũng đăng bài Hoàng Sa xa mà gần, có chồng đi biển Hoàng Sa. Nói về một khía cạnh nào khác, báo Tuổi Trẻ thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng bài Hoàng Sa mãi mãi là máu thịt của Việt Nam, gìn giữ kỳ vật thiêng liêng Hoàng Sa. Đây là những tấm ảnh quý những người lính Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị lên đường ra bảo vệ quần đảo Hoàng Sa được ông Trần Thọ Phi Hổ trao tặng cho nhà trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng. Nội dung bài này nói về nhà trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng, nơi tiếp nhận và lưu trữ các hình ảnh, tư liệu, hiện vật khẳng định Việt Nam có chủ quyền đối với Hoàng Sa và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình. Vào chiều ngày 19 tháng 1 năm 2021, trang Việt Nam Express đã tường thuật trong bài Tri ân các nhân chứng Hoàng Sa rằng ông Võ Đại Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa trong buổi sáng cùng ngày đến thăm các nhân chứng từng sống, làm việc, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa. Ông Đồng được trang tin có nhiều độc giả trên mạng nhất ở Việt Nam trích lời nói rằng việc làm của ông có mục đích tri ân những bậc cha ông đã bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ không quên Hoàng Sa là một phần máu thịt chưa về với đất mẹ Việt Nam. Từ Vũng Tàu, ông Chu Vĩnh Hải, một nhà báo tự do sau khi rời bỏ cơ quan báo chí nhà nước, bình luận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về một số báo đã đăng về sự kiện Hoàng Sa, trong khi các đài báo khác không đăng. Ông nói, các báo đài của chính phủ như VOV, Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, v.v. không có thông tin gì về sự kiện hải chiến Hoàng Sa hết cả. Và đó là điều rất đáng buồn, rất đáng trách ở đội ngũ những người làm báo ở Việt Nam. Còn tôi nghĩ một số báo họ vượt rào, họ đưa tin vào sự kiện hải chiến Hoàng Sa thôi, chứ họ không được ban tuyên giáo bật đèn xanh đâu. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng quan sát mấy năm nay, nhiều người Việt Nam, bao gồm cả những người thuộc giới đấu tranh dân chủ, chỉ sử dụng mạng xã hội để tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, không có hoạt động tại địa điểm công cộng ở trong nước
như những năm trước kia. Đây là hình ảnh cuộc biểu tình đầu tiên kỷ niệm ngày Hải chiến Hoàng Sa kể từ năm 1975, được Câu lạc bộ Nhà báo Tự do tổ chức vào ngày 19 tháng 1 năm 2018, và tất cả nhóm này nay lập tức đều bị công an bắt giữ. Trên trang Facebook, nữ đạo diễn Song Chi đưa ra ý kiến như sau: 47 năm mất Hoàng Sa và nhiều khả năng sẽ là mất vĩnh viễn nếu nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục cầm lặng, không dám đi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Facebook Phương Ngô, người thường lên tiếng phản biện xã hội, đăng danh sách 75 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong Hải chiến Hoàng Sa và viết rằng: đã 47 năm ngày Trung Quốc xâm chiến Hoàng Sa, ta có thể không thuộc hết lịch sử nước ta, nhưng ta phải luôn luôn nhớ Trung Quốc chưa bao giờ là bạn của Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Thị Hạnh thì viết trên trang cá nhân rằng Hoàng Sa là của Việt Nam, tinh thần của anh hùng tử sĩ bất diệt. Bà Đào Thị Thu, một giảng viên đại học, bày tỏ trên mạng rằng tưởng nhớ những anh linh đất Việt đã ngã xuống bảo vệ Hoàng Sa. Nhà báo Tự do Chu Vĩnh Hải giải thích với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vì sao tình hình hiện nay lại như vậy. Từ sau cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng vào tháng 6 năm 2018, phong trào đấu tranh cho tự do Việt Nam trùng hẳn xuống. Có thể là do bắt bớ quá nhiều, rồi phong trào cũng bị chia rẽ. Nhưng mà rõ ràng là chính quyền đã bắt bớ nhiều quá, nên phong trào đi xuống, hay nói chính xác là tạm lắng. Trong bối cảnh các đài báo chủ chốt của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam hầu như không nhắc đến sự kiện Hoàng Sa, khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ không biết hoặc không quan tâm đến diễn biến trong lịch sử và chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, ông Chu Vĩnh Hải, năm nay 57 tuổi, đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng: tôi không bi quan đến mức độ đó. Internet phát triển, mạng xã hội phát triển, nên rất nhiều người từng bị mù thông tin thì bây giờ họ khai minh, khai trí rồi. Tôi nghĩ rằng lớp trẻ ngày càng biết nhiều về sự thật mà lâu nay bị che mờ. Đây là hình ảnh lễ tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 2020 tại thành phố ở Mỹ. Cách đây ít ngày, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã đưa tin một buổi lễ tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa đã được cộng đồng người Việt tổ chức ở hải ngoại thủ đô Washington của Mỹ vào hôm 10 tháng 1. Mặc dù lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh có đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng khá đông người, đặc biệt là các bạn trẻ đã tham gia buổi lễ. Việc lư hương lớn để dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh, quận 1 đã bị di chuyển đi nơi khác, tạo ra nhiều ý kiến cũng trái chiều. Ngày 17 tháng 2 năm 2019, nhiều người xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về chiếc xe cầu đưa chiếc lư hương lớn vốn lâu nay dùng để dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo chuyển đi nơi khác. Phía dư luận và cộng đồng mạng đã cho rằng hành động này gây phản ứng cho không ít người dân, vì lâu nay họ vẫn đến để thắp nhang ở dưới chân tượng đài để tưởng nhớ công ơn của Trần Hưng Đạo. Bà Nguyễn Thế Thành, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, nêu ý kiến rằng tất cả các tượng Đức Thánh Trần trên đất nước đều có lư hương. Và lư hương đặt trước tượng để những người đến chiêm bái có thể thắp nhang, một nghi thức tưởng nhớ theo truyền thống dân tộc. Chính vì thế, việc di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đi nơi khác, cho dù nơi đó là một ngôi đền, đã trở thành một việc làm không thể nào hiểu nổi. Một nhà quan sát đã bình luận với Đài Tiếng nói BBC tại London rằng việc người dân bị ngăn cản tưởng niệm ngày 17 tháng 2 và chiếc lư hương trước tượng Trần Hưng Đạo bị cầu đi cho thấy chính quyền thiếu tự tin và đánh mất niềm tin của nhân dân. Đây là hình ảnh lư hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo bị cầu đi vào hôm 17 tháng 2 năm 2019, khiến dư luận bất bình. Dù trong bối cảnh báo chí được đồng loạt đăng các bài viết đánh dấu 40 năm cuộc chiến biên giới gọi tên là chiến Trung Quốc là xâm lược và quân bành trướng, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn bị ngăn cản đi thắp hương, đặt hoa tại tượng đài và nghĩa trang liệt sĩ. Nhiều blogger đã trình bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội về việc chiếc lư hương dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo bị cầu đi ngay trong ngày 17 tháng 2 năm 2019. Sau đó, các báo Việt Nam cho hay chiếc lư hương được đưa về đền thờ Đức Thánh Trần ở đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1. Bí thư quận ủy quận 1 Trần Kim Yến được báo Tuổi Trẻ dẫn lời giải thích về việc này như sau: việc thờ phụng nên đặt ở chỗ đình, đền, chùa sẽ đúng hơn. Đó là việc hết sức bình thường, mình đưa việc thờ phụng về đúng vị trí. Hành động vô đạo. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn, nhà quan sát Nguyễn Viện đã nói với Đài Tiếng nói BBC như sau: cuộc chiến mang tính bá quyền của Trung Quốc với Việt Nam bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 và kéo dài cả chục năm sau đó, gây tang thương mất mát rất lớn cho quân dân Việt Nam cũng như lính Trung Quốc.
Tuy nhiên, dường như cuộc chiến thảm khốc đó đã bị che giấu và bóp méo, mặc dù những người thỏa thuận im lặng ấy chỉ được thi hành ở một phía là Việt Nam. Trong rất nhiều năm, những chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc hầu như bị lãng quên. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tuyên truyền không chưởng cơ hội nào để vinh danh hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng cuộc chiến đối với Trung Quốc, họ tỏ ra khiếp nhược một cách khó hiểu. Thậm chí, những chiếc bia tưởng niệm ở biên giới phía Bắc còn bị đục bỏ, chưa kể biết bao hải cốt chiến sĩ vẫn nằm lại đâu đó, không được tìm kiếm quy tập. Tuy thế, những công dân Việt Nam yêu nước mỗi năm đến ngày 17 tháng 2 đều tìm cách dâng hương tưởng niệm, nhưng năm nào cũng bị chính quyền ngăn cản, câu lưu. Đây là hình ảnh hàng trăm người dân tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa 19 tháng 1 năm 2017 ở chân tượng Đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Sau 40 năm trốn tránh sự thật lịch sử, năm nay nhà nước bật đèn xanh cho phép báo chí lên tiếng. Cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ, nhưng các quan chức đương quyền vẫn giấu mặt. Việc rời lư hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo là hành động vô đạo ngoài sức tưởng tượng, có thể gọi là thất đức. Người dân muốn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ theo cách riêng của mình, một lần nữa đã bị cấm cản. Tôi cũng nằm trong số đó, công an yêu cầu tôi không được đi đâu vào ngày 17 tháng 2. Tại sao lại có hiện tượng có vẻ trái ngược đó? Tôi cho rằng, trước hết đó là sự biến chuyển cho quan hệ quốc tế, tương quan giữa Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai, trước áp lực của dân chúng, chính quyền buộc phải cho báo chí nhắc đến sự kiện bi thảm này để đảm bảo tính chính danh của họ. Điều đó cũng cho thấy rõ là chính quyền không chấp nhận lòng yêu nước, không nằm trong sự kiểm soát của họ. Nếu họ cho phép những cuộc tưởng niệm xảy ra, điều đó có nghĩa là họ đồng ý với những gì mà những người đấu tranh làm từ trước đến giờ và buộc phải công nhận sự tồn tại đúng đắn của những người bất đồng chính kiến và đấu tranh cho dân chủ. Chính quyền sợ những cuộc tụ tập ấy dẫn đến những cuộc biểu tình lớn hơn và ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, thậm chí chống chính quyền. Những lo sợ ấy trong điều kiện hiện nay là không thể. Nó chỉ chứng tỏ rằng nhà nước vừa coi dân như trẻ con, vừa sợ hãi nhân dân của mình, vừa e ngại có thể làm đồng chí láng giềng mất lòng. Vụ việc cho thấy vẫn chỉ là một chính quyền thiếu tự tin và đánh mất niềm tin của nhân dân. Nhà bình luận này đã nói thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 với bản tin Báo đài trực thuộc Đảng, Chính phủ Việt Nam im tiếng về Hoàng Sa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.